Đồng lô cõi bắc kỳ có
rõ chuyện thiên hạ. Đại đình tam đảo quê.
chơi non nước đôi nơi. Thank you.
rừng vắng chốn này đã hay niềm ơn và thái kiếp đi xuống phương nghỉ
thành xa hồi cùng lễ Chúa hòa bình ấy đi lễ Chúa nghe hòa bình giờ bờ ác nghiêng ngơ thác thành nước con sông Đà mênh mông lòng lanh ai đi lễ Chúa hòa bình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thuyền ngược ghe xuôi, thuyền rồng chúa thác xạo rơi sông Đà, chiếc thuyền rồng chúa treo chúa trên bên ngọc, gặp con sông Đà xạo gặp xuôi ghe, trên hàng miếng trên hàng miếng xuôi chúa chúa treo về, quan họ quan nơi quan họ xuống sông Thả Lưới, chúa dạy người ngược phạt dạy làm nương, dọc 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 nghiêng trên sườn núi, sau lưng đèo người đèo Nam Dây, đèo Nam Dây, dọc 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 nghiêng trên sườn núi, sau lưng đèo người trên sườn núi, tiếng hát ai vang vang trên sườn non, ơ hò ơ ơ hò ơ, dường như là chúa thắng, dường như là chúa thắng hái hoa bạc tề, hái hoa bạc tề, dường như chúa thắng, dường như là chúa thắng hái hoa mang về đây. Dòng họ Mường áo trắng đai xanh, đại núi chúa chờ giáng về, với tay chúa hẹn các kế lại vần sau, chúa xa về tới đất